Đến hẹn lại lên, vào mùa vụ nuôi chính, giá thức ăn tôm cá liên tục nhảy múa tăng chóng mặt khiến cho người nuôi lên bờ xuống ruộng, nợ nần chồng chất. Theo bà con nông dân, hơn chục năm qua, giá bán tôm cá lúc trồi lúc sụp, nhưng chưa khi nào giá thức ăn cho hai loài thủy sản chủ lực này ở vùng đồng bằng sông Cửu Long giảm. Được biết, giá thức ăn thủy sản lệ thuộc vào giá nguyên liệu nhập khẩu, hiện chiếm đến 90%. Ngoài ra, giá thành còn ảnh hưởng bởi biến động tỷ giá đô la. Có một thực tế đang diễn ra là giá thức ăn bán ra cho đại lý tự quyết định. Công ty ràng buộc chiết khấu với đại lý, còn giá bán ra thấp hay cao là chuyện của đại lý. Vì vậy, có tình trạng thức ăn chăn nuôi của cùng một công ty nhưng mỗi đại lý bán mỗi giá, không ai giống ai. Cũng theo người nuôi, không hiểu sao cứ vào vụ nuôi tôm là giá thức ăn lại rục rịch tăng. 10 năm nay đều như vậy, khiến người nuôi vô cùng khó khăn. Do vậy, nhà nước cần nhanh chóng kiểm soát giá thức ăn và thuốc thủy sản. Trong điều kiện không kiểm soát được giá tôm, cần quản lý chặt chi phí đầu vào, có như vậy mới giảm được gánh nặng cho nông dân.